Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay thì mình có một cái món ăn muốn chia sẻ đến các bạn. Và đây cũng là một cái món ăn cơm của gia đình. Món này rất là quen thuộc luôn đó. Đó chính là món thịt kho tiêu. Và với cách làm hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn cách mà mình thắng nước màu ngon nha. Để mình nấu cái món thịt kho tiêu này cho nó đậm đà nè. Và màu cũng rất là đẹp nữa. Thì các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện cái món thịt kho tiêu này nhé. Để nấu thịt kho tiêu thì mình không thể nào thiếu thịt được. Thì ở đây mình có chuẩn bị 800g thịt ba rọi. Đây mình đi chợ rất là sớm như các bạn để có thể mua được thịt tươi ngon nè. Các bạn thấy đi, những cái sớ thịt của mình này nó có cái màu hồng nhạt nhạt nè. Đây mình xem bên đây cho các bạn xem nè. Và mình chọn mua những cái sớ thịt mà nó có nhiều thịt hơn là mỡ nha các bạn. Đấy, chỉ có lớp mỡ dưới đây thôi, phía trên đây là thịt. Đây, miếng này cũng rất là ngon đây nè các bạn. Mình đập dập 10g gừng để mình rửa thịt. Mình cho gừng vào trong cái tô nhé. Và cho vào đây là một muỗng canh muối. Tiếp theo là mình sẽ chế vào trong cái tô này là nước ấm nha các bạn. Mình sẽ rửa thịt với nước ấm. Mình chế vào khoảng nửa lít nước ấm. Rồi cho thịt vào nha các bạn. Mình sẽ ngâm trong nước ấm khoảng 5 phút. Rồi mình sẽ đem đi rửa sạch lại. Thịt mình ngâm với muối, với gừng xong rồi đấy các bạn. Giờ mình sẽ rửa sạch lại với nước lạnh. Cái phần dai nè, các bạn dùng dao á, mình cạo cho nó sạch nhé. Mình rửa với lại muối và gừng nữa các bạn. Thì nó sẽ giúp cho thịt của mình á, nó được sạch nè. Và không còn có mùi tanh nữa. Mình sẽ để cho thịt thật là ráo nước rồi mình sẽ xắt ra. Các bạn nên sắc như vậy á, thì ăn miếng thịt nó rất là ngon nhé. Bạn nào mà không thích sắc vuông thì các bạn có thể sắc mỏng cũng được. Thịt mình đã sắc xong và mình cho vào trong cái chảo rồi. Và ở đây thì mình sẽ ướp một muỗng canh đường vào trong thịt trước nha các bạn. Để cho cái phần mỡ đó nó được trong nè. Sau đó mình trộn đều lên. Và mình sẽ ướp trong vòng 5 phút. Trong khi mà mình chờ ướp thịt với đường đó, thì mình sẽ đi bằm gốc hành lá. Và đây mình sẽ dùng 3 gốc nhé. Gốc hành lá thì các bạn nên đập dập ra như vậy nè, thì nó sẽ rất là thơm. Gốc hành lá mình sắc nhuyễn và củ hành tím mình cũng sắc nhuyễn luôn. Các bạn cũng đập dập luôn nha. Mình sẽ bầm thêm ớt sừng nữa nha các bạn. Để cho nó có màu đỏ đỏ đẹp đẹp. Mình bầm khoảng chừng nửa trái ớt là được rồi. Thịt mình ướp nãy giờ được 5 phút rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho gốc hành lá, hành tím và ớt vào. Và mình sẽ cho vào là 2 muỗng canh nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ ướp vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Và nửa muỗng canh hạt nêm. Mình sẽ cho vào nửa muỗng cà phê tiêu xay nữa. Sau đó trộn đều lên nhé. Mình cho thịt ra ngoài cái chảo mình ướp luôn đó các bạn. Để chút nữa mình bắt lên bếp để mình xào luôn. Như vậy thì nó tiện hơn á. Khỏi phải dơ một cái tô nhé các bạn. Các bạn thấy thịt của mình á, khi mà ướp với đường xong rồi đó. Thì nhìn cái mỡ nó rất là trong, nó trong veo luôn rồi đó. Và thịt này thì mình sẽ ướp khoảng 15 phút. Mình kho thịt với lại nước dừa nha các bạn. Đây cái dừa nãy mình mua đó. Tự nhiên cái nó nứt ra luôn nè các bạn. Nó nứt ra rồi thì mình sẽ dễ dạt cái mặt hơn. Bây giờ thì các bạn thấy nè. Mình chọn dừa để mình kho thịt đó. Thì các bạn nên chọn cái phần cơm đó, nó sẽ dày nhé. Thì cái nước dừa mình kho nó sẽ rất là ngon. Cái nước dừa mà non quá đó các bạn. Thì mình kho cái nước nó dễ bị chua lắm. Thịt thì mình ướp được 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp. Mình sẽ xào cho thịt săn lại nhé. Do là thịt
mà rồi đó các bạn, nó có mỡ nha, cho nên khi mình xào thì các bạn không cần phải chế thêm dầu ăn vào. Như vậy thì khi mình kho xong á, cái phần nước kho đó các bạn, nó có rất là nhiều mỡ dầu luôn, ăn rất là ngán. Và thịt cũng đã săn lại rồi nè các bạn, và mình sẽ xào thêm một chút xíu nữa nhé, để cho thịt nó được thơm hơn. Cái phần hành tím và này gốc hành lá nó sẽ cháy xém một xíu nhé, như vậy thì thịt nó sẽ rất là thơm. Lúc này thì nó chỉ mới hơi săn săn thôi à. Và nãy giờ mình xào thịt á các bạn, thì tổng thời gian là khoảng 10 phút nhé, thì cái thịt của mình á nó sẽ săn, và hành tím với loại hành lá đó các bạn, nó sẽ cháy xém rất là thơm luôn đó. Và bây giờ mình sẽ để cái chảo này qua một bên, rồi mình sẽ bắt đầu mình đi thắng nước màu. Đây mình sẽ dùng cái chảo này để mình kho nha các bạn. Và cái cách thắng nước màu của mình hôm nay á là mình sẽ không có cho dầu vào nhé. Ở đây mình sẽ cho vào một muỗng canh đường, mình cho vào trong chảo luôn nhé. Thì các bạn để lửa nhỏ cho mình, lửa thật là nhỏ. Mình sẽ nấu cho đường nó tan từ từ ra và nó chuyển sang cái màu vàng. Ê, các bạn nhìn xung quanh bên ngoài chảo nè, là đường nó bắt đầu nó chảy ra rồi đó. Mình dùng đôi đũa nè, mình sẽ khuấy, khuấy đều như vậy. Các bạn biết tại sao mà mình thắng nước màu mình không dùng đến dầu không? Tại vì ở trong thịt đó nó đã có mỡ rồi, mà mình dùng dầu để mình thắng nước màu nữa thì nó rất là ngán nha các bạn. Thường nhà mình mà kho thịt đó các bạn hay tự thắng nước màu lắm. Như vậy thì cái món thịt kho nó ăn rất là ngon. Mình ít khi nào mà mua nước màu ở bên ngoài về để mình kho thịt lắm. Mình sẽ khuấy liên tục nha các bạn, cho cái màu vàng nó đậm một chút xíu nữa. Bây giờ mình tắt bếp nha, để tránh nóng quá cái nó bị khét luôn đó. Khuấy liên tục luôn nha các bạn. Khi mà mình thấy cái màu vàng nó đậm như vậy nè, màu vàng cánh gián đó, thì mình sẽ chế vào đây là 200ml nước dừa tươi. Mình sẽ bật bếp lại. Khi mình chế vào đó thì các bạn thấy là đường nó cứng nè, và mình đun nóng lên thì nó sẽ chảy ra từ từ nhé. Các bạn thấy nè, đường nó bắt đầu tan từ từ ra rồi. Đường đã tan ra hết rồi, bây giờ mình sẽ chế vào đây là 4 muỗng canh nước mắm và nửa muỗng canh hạt nêm nhé. Bạn nào ở nhà mình hay sử dụng bột ngọt thì các bạn cũng có thể cho vào một chút xíu bột ngọt thôi nhé. Mình thì mình không có sử dụng, mình thay thế hạt nêm rồi. Mình khuấy lên nha các bạn, cho cái nước màu này nó sôi lên, rồi mình sẽ cho thịt vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vào luôn. Mình sẽ kho thịt với lửa nhỏ thôi nha. Mình sẽ cho thêm 100ml nước dừa nữa nha các bạn, để cho nó ngập cái miếng thịt đó. Mình kho từ từ thì cái nước này nó sẽ rút bớt. Thịt này thì mình sẽ kho trong vòng 30 phút. Thỉnh thoảng thì các bạn nhớ là mình sẽ đảo đều lên để cho thịt được chín đều hơn. Thịt mình kho cũng đã chín rồi nè các bạn, thì lúc này cái màu thịt rất là đẹp nha, tại vì mình kho với lại nước dừa đó, rất là thơm luôn đấy các bạn. Cái màu thịt thì đỏ nâu nè, và mỡ thì rất là trong. Sao cho cái nước nó còn hơi sền sệt như vậy nè. Đó. Mình tắt bếp luôn nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cho hành với lại tiêu vào. Hành lá các bạn cắt nhỏ nhỏ ra nè. Mình sẽ rắc tiêu xay vào nhé. Các bạn nên dùng tiêu đen á, thì nó sẽ thơm hơn là tiêu trắng. Bạn nào thích ăn cay nhiều thì mình rắc nhiều tiêu vào. Mình cho vào vài lát ớt nha các bạn, để nhìn cho nó đẹp mắt nha. Món thịt kho tiêu này mà ăn với cơm trắng thì hết sảy luôn. Đặc biệt với cái cách kho tiêu của mình á,
thì sẽ giúp cho cái món ăn của mình không bị ngán nè, mà ăn lại rất là tốn cơm nữa. Mình cũng chúc cho các bạn làm thành công với món thịt kho tiêu này để cho gia đình mình cùng nhau thưởng thức một bữa cơm thật là ngon miệng nhé.